Thưa các đồng chí và quý vị, hòa chung không khí sôi nổi, quyết thắng của các đơn vị quân khu 7 và toàn quân, sáng nay ngày 1 tháng 3, tại quảng trường công viên thành phố Bà Rịa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Đến dự lễ ra quân có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng quân khu 7. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Lê Ngọc Khánh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Mùa huấn luyện diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến tháng 12. Các lực lượng sẽ được huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ với rèn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, diễn tập chiến thuật, kết hợp làm công tác dân vận. Ngay sau phần nghi thức, gần 1.700 đại biểu gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện các trường trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã tham gia chương trình duyệt đội ngũ, biểu dương lực lượng. Lễ diễu hành diễn ra trong không khí đầy hào hùng, thể hiện tinh thần bách chiến, bách thắng, lập nên truyền thống trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng.